nước mắt phi hành gia vô danh, sự thật về hồ sơ bí mật quốc gia Liên Xô che giấu nhiều năm. Vì nhiều lý do, giới lãnh đạo Liên Xô buộc phải xếp hồ sơ về cái chết của những phi hành gia vào dạng bí mật quốc gia. Cách đây sáu thập kỷ có lẽ lịch sử đánh dấu ngày 4 tháng 10 năm 1957 là ngày mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại. Sự kiện người Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới mang tên Bushnich 1 ra ngoài quỹ đạo của trái đất. Ra đời vào đúng giai đoạn đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh năm 1946 năm 1989, việc Busnit 1 nặng gần 100 kg sải cánh ngoài không gian vũ trụ rộng lớn đã khiến phương Tây và người Mỹ sửng sốt. Sau phát súng khai hỏa của Liên Xô trong lĩnh vực chinh phục không gian, người Mỹ sốt sắng, lẽ dĩ nhiên bắt đầu từ đây thay vì tập trung toàn lực cho các dự án phát triển vũ khí hủy diệt, vũ khí nguyên tử, Mỹ và NASA bắt đầu cuộc đua vào không gian với Liên Xô. Trong khi Liên Xô bí mật theo đuổi chương trình, Vostok chế tạo tà vũ trụ đưa người đầu tiên bay vào quỹ đạo trái đất tầm thấp và trở về an toàn, thì Mỹ cũng chẳng kém cạnh với dự án Mercury tiêu tốn khoản chi phí khổng lồ 1,5 tỷ đô la Mỹ thời điểm đó Bốn năm sau, ngày Liên Xô khiến Mỹ bước chân vào cuộc đua chinh phục vũ trụ, Moscow lại khiến Washington choáng váng khi công bố sự kiện phi hành gia Yuri Gagarin thực hiện thành công chuyến bay dài 108 phút lần đầu tiên ra vũ trụ trên con tàu Vostok 1, phương Đông 1, vào ngày 12 tháng 4 năm 1961. Thỏa mãn ước mơ ngàn đời của nhân loại là thoát khỏi lực hút của trái đất để bay ra ngoài vũ trụ rộng lớn, chuyến bay lịch sử ra ngoài không gian của phi hành gia người Liên Xô, Yuri Gagarin, không chỉ khiến người Mỹ ghen tị mà còn khiến cả thế giới ước thèm. Chỉ gói gọn trong 4 năm mà Liên Xô thực hiện được hai cú hích vĩ đại trong hành trình khai phá vũ trụ, phóng vệ tinh Busnit 1 và đưa người bay ra ngoài không gian rồi trở về an toàn. Ánh hào quang tuyệt vời mà Liên Xô mang lại hiển nhiên khiến người Mỹ lo lắng, còn cả thế giới thì nể phục. Thế nhưng, đằng sau hào quang xứng tầm vũ trụ ấy là cả một bí mật về sự hy sinh của những phi hành gia mà thế giới mãi về sau mới có cơ hội biết đến bởi sự che giấu tài tình của giới lãnh đạo Liên Xô. Ước muốn tạo dựng hình ảnh hoàn hảo về một quốc gia tiên phong cho hành trình khai phá vũ trụ trong mắt quốc tế đã khiến giới lãnh đạo Liên Xô xếp những tập hồ sơ về cái chết của những phi hành gia vào dạng bí mật quốc gia. Đó là lý do về sao nhiều người gọi họ những người hùng vũ trụ liên xô thầm lặng hy sinh vì tổ quốc là những phi hành gia vô danh người hùng không được lịch sử gọi tên họ có mặt và có tên nhưng sự hy sinh to lớn của họ cho sự nghiệp chinh phục vũ trụ của đất nước buộc phải chìm trong bí mật vì một hình ảnh đẹp mà giới lãnh đạo muốn gìn giữ người ta từng nói rằng yuri gagarin không phải là phi hành gia liên xô đầu tiên bay vào không gian Nói vậy, không phải để phủ nhận tài năng và những đóng góp tuyệt vời mà huyền thoại vũ trụ này cống hiến cho điên Xô nói riêng và hành trình chinh phục không gian của nhân loại nói chung. Nói vậy là vì, để có một Yuri Gagarin đi vào lịch sử thì bên cạnh những cống hiến dũng cảm của bản thân chàng phi hành gia trẻ tuổi ấy, ngày anh lập nên kỳ tích, anh mới chỉ 27 tuổi, còn có những cống hiến âm thầm của rất nhiều đồng đội anh trước thời khắc ngày 12 tháng 4 năm 1961 huy hoàng đó. Phần 1. Biệt đội phi hành gia đầu tiên trong lịch sử Liên Xô Trong thập niên 50-60 của thế kỷ trước, để tập hợp những tài năng vũ trụ tham gia vào các chương trình đưa người ra không gian, Liên Xô đã tuyển chọn được biệt đội phi hành gia 20 người đầu tiên trong lịch sử nước này từ 3.000 ứng viên trên toàn quốc, tất nhiên trong đó có Yuri Gagarin họ gồm Valentin Bondarenko, Yuri Gagarin, Vladimir Komarov, Valentin Valamov, vân vân. Trong số 20 phi hành gia, những tài năng vũ trụ được chọn lựa kỹ càng đầu tiên của Liên Xô, có những người đã trở thành những anh hùng hy sinh trong thầm lặng trước khi các anh hùng thực sự bay ra ngoài không gian. Cái chết của họ phần nào giúp cho cuộc viễn chinh vào vũ trụ của Yuri Gagarin thành công ngày sau. Nhiều năm sau cái chết của họ, người Liên Xô vẫn còn nhớ mãi tấn bi kịch của hai người anh hùng vũ trụ thuộc biệt đội 20 phi thành gia đầu tiên, đó là Valentin Bondarenko và Vladimir Komarov. Ngọn lửa oan nghiệt thiêu cháy giấc mơ của phi hành gia trẻ tuổi Ngày anh mất, Valentin Bondarenko mới chỉ bước sang tuổi 24. Thổi nhỏ, Valentin Bondarenko ấp ủ giấc mơ trở thành phi công vũ trụ, những tháng năm xa người cha quả cảm đang chiến đấu ngoài mặt trận phía Tây, cộng với ý chí được tôi rèn từ bé, đã giúp Valentine nhanh chóng chạm đến giấc mơ của đời mình. Năm 23 tuổi, anh được tuyển chọn vào đội 20 tài năng vũ trụ đầu tiên của đất nước, tham gia huấn luyện và sẵn sàng thực hiện các sứ mệnh bay vào không gian. Năm 24 tuổi, giấc mơ anh sắp chạm tay, bỗng vụt tắt, vào cái ngày anh tham gia buổi huấn luyện thứ 10 trong buồn áp suất thấp. Vì một chút sơ suất, miếng bông tẩm cồn rơi vào vật nóng khiến cho buồn áp suất vốn có nhiều vật dụng dễ cháy và nguồn oxy tinh khiết dồi dào nhanh chóng trở thành lò lửa nóng rẫy chỉ một phút nữa thôi lịch sử đã có thể gọi tên anh là người hùng liên xô bay vào vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại vậy mà ngọn lửa oan nghiệt đó đã thiêu cháy tất cả khoảnh khắc anh được các bác sĩ đưa ra khỏi buồn áp suất với mức độ bỏng cấp độ ba anh vẫn không một lời oán than Ngày 23 tháng 3 năm 1961, anh Trúc hơi thở cuối cùng sau gần 10 giờ đồng hồ tận tình cứu chữa từ các bác sĩ. Anh ra đi, bí mật và để lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại chưa rõ mặt người cha. Sau cái chết của chàng phi hành gia trẻ tuổi đó, Liên Xô tiếc nuối một tài năng vũ trụ thực thụ, nhưng vì đứng trước một phương Tây luôn có những đôi mắt dòm ngó, tìm điểm yếu, giới lãnh đạo buộc phải giấu kín chuyện của anh. Tròn 20 ngày sau, đồng đội cùng đội hai mươi của Valentin Bondarenko là Yuri Gagarin hoàn thành giấc mơ còn dang dở cho anh. Có lẽ chỉ có người trực tiếp tham gia đội hai mươi và những ngày tháng huấn luyện vất vả mới có thể thấu hiểu mỗi hy sinh là to lớn và đáng trân trọng như nào. Vladimir Komarov, người hoán đội số phận cho Yuri Gagarin. Vladimir Komarov là bạn chí cốt và cũng là đồng đội của Yuri Gagarin trong đội 20 người. Nguồn tin mật về sau của Ủy ban An ninh Quốc gia KGB tiết lộ, khi đồng ý tham gia nhiệm vụ bay trên con tàu vũ trụ Soyuz 1, Vladimir Komarov ý thức được đó là sứ mệnh tự sát, nhưng anh vẫn dũng cảm chấp nhận. Bởi nếu từ chối nhiệm vụ bay này, phi hành gia thay thế anh chính là Yuri Gagarin. Vào đầu thập niên năm 1960, sau khi hay tin tình báo về chương trình đưa người lên mặt trăng, Apollo program của Mỹ bắt đầu triển khai. Liên Xô lúc này đang trên đà không muốn để thua Mỹ trong bất cứ phát kiến vũ trụ nào, liền đưa ra một kế hoạch mạo hiểm chưa từng có trong lịch sử, trao đổi phi hành gia trên hai con tàu vũ trụ ngoài không gian. Theo kế hoạch, hai con tàu vũ trụ Soyuz 1 và Soyuz 2 sẽ lên đường thực hiện hai sứ mệnh có 102 này trong đó, Soyuz 1 là tàu vũ trụ một người lái, còn Soyuz 2 được thiết kế không gian cho ba người bay. Bất chấp mọi ngăn cản của đội kỹ thuật tham gia chế tạo tàu Soyuz, rằng con tàu này chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ bay có người lái, với lãnh đạo Liên Xô vẫn yêu cầu các phi hành gia trong đội 20 sẵn sàng tiếp ứng nhiệm vụ. Cuối cùng, ngày 23 tháng 4 năm 1967 đã đến. Ngài Vladimir Komarov bất chấp mọi nguy hiểm tính mạng để lên đường thực hiện sứ mệnh cảm tử ngoài không gian. Đau buồn thai, những lỗi kỹ thuật nêu trong bản báo cáo dày 10 trang từng bị giới lãnh đạo Liên Xô vứt vào sọc rác giờ đã trở thành hiện thực. Chỉ ít phút sau khi con tàu Yosu-1 tiến vào vùng quỹ đạo của trái đất tầm thấp, hàng loạt sự cố kỹ thuật trên con tàu xảy ra liên tiếp, từ hệ thống anten đến hệ thống năng lượng và điều hướng con tàu đều gặp trục trặc. Mọi thứ đen tối đến mức khi bật dù để thoát khỏi con tàu đang lao vô định về trái đất. Vladimir Komarov cũng không thể làm được. Tất cả là vì lỗi kỹ thuật. Kết cục, Vladimir Komarov chết cháy trước cả khi Soyuz-1 lao như một khối sắt vô dụng xuống mặt đất với tốc độ 140 km trên giờ. Phần thi thể còn lại mà đồng đội tìm thấy của anh chỉ còn được tính bằng cm. Phần 2 Thảm kịch chết chóc nhất trong ngành tên lửa Liên Xô lại một lần nữa vì những quyết định nôn nóng của giới lãnh đạo liên xô trong cuộc chạy đua vào không gian với mỹ thời chiến tranh lạnh mà lịch sử hàng không nước này phải chứng kiến những tấn bi kịch thảm khốc để những con tàu vũ trụ sải cánh trong không gian tất yếu cần hệ thống tên lửa đẩy và một lần nữa người liên xô lại tiên phong trong lĩnh vực này ngay trước khi thế chiến thứ hai nổ ra liên xô đã khởi xướng chương trình phát triển tên lửa liên lục địa đầu tiên trên thế giới nhờ có tài năng tuyệt vời của sơ ray kỹ sư thiết kế tên lửa hàng đầu của Liên Xô, mà R-7 Semyoka, thế hệ tên lửa liên lục địa đầu tiên trên thế giới của Liên Xô, ra đời năm 1957. Hai tháng sau khi ra đời, R-7 Semyoka nâng cánh cho vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới của Liên Xô là Busnik-1 bay thẳng vào quỹ đạo trái đất. Với mong muốn phát triển hệ thống tên lửa liên lục địa mạnh hơn nữa để đáp ứng các sứ mệnh bay ra ngoài không gian của Liên Xô, giới lãnh đạo lệnh cho nguyên soái Mitrofan Nedelin tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược Liên Xô chỉ đạo chế tạo hệ thống tên lửa mới mang tên R-16. Vì nông nóng trước một nước Mỹ có thừa tiềm năng vượt mặt Liên Xô, mà chính phủ Liên Xô liên tiếp gây áp lực về thời gian cho nguyên soái Mitrofan Nedelin, điều tất yếu, tổng công trình Mikhail Jangen, chỉ đạo trực tiếp việc chế tạo R-16 và đội kỹ thuật của ông cũng bị hối thúc liên tục. Kết cục, khi mọi sự chưa thể chín mùi thì trái đắng phải nhận là điều khó tránh khỏi. Ngày 24 tháng 10 năm 1960, R-16 được đưa ra bãi du ra Tam phóng thử nghiệm. Tuy nhiên R-16 chưa kịp phóng thì gặp phải sự cố khủng khiếp do lỗi kỹ thuật, động cơ tầng 2 của tên lửa phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống tầng nguyên liệu tầng 1 khiến cho R-16 bỗng chốc trở thành cột lửa khổng lồ. Hơn 200 người tham dự buổi phóng gặp nguy hiểm. Những người quan sát R-16 phóng thử ở khu vực gần bãi phóng bị lửa thiêu cháy ngay lập tức. Số khác chết vì ngạt khí độc. Từ thùng nguyên liệu gây ra, nhiều người khác bị thương và bị bỏng nặng. Trong số đó có nguyên soái Mitrofan Nedelin. Vì không muốn xuất hiện với hình ảnh xấu trong mắt phương Tây, lãnh đạo Liên Xô thời đó Nikita Khrushchev hạ lệnh giấu nhẹm sự việc và coi đó là bí mật quốc gia hàng đầu. Khi cuộc chiến tranh lạnh dần đi vào hồi kết thúc, công chúng mới biết sự thật về thảm họa tên lửa kinh hoàng này và gọi nó là Nedelin Catastrophe, tấn bi kịch mang tên nguyên soái Mitrophan Nedelin. Có thể nói trước và sau khi người Liên Xô đạt được những dấu mốc quan trọng trong hành trình khai phá vũ trụ, rất nhiều tấn bi kịch thảm khốc đã xảy ra. Vì lý do giữ gìn hình ảnh cho đất nước mà giới lãnh đạo Liên Xô quyết định đưa sự việc vào dạng tuyệt mật. Sự hy sinh của họ về sau mới được công nhận và được đông đảo công chúng biết đến, bởi vậy mới nói, trên chặng đường đi tìm ánh hào quang, phía sau nó vẫn có những mất mát đau thương. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.